Xin chào tất cả anh chị và các nhà đầu tư của tập đoàn Watford. Nghe video này em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị đăng ký chuẩn chính xác và để KYC để bên công ty Watford chấp nhận chấp thuận cho tất cả anh chị. Thì để đăng ký anh chị cần phải có hai cái trình duyệt, một là trình duyệt Chrome, hai là trình duyệt cấp cấp cho tất cả anh chị. Và anh chị copy cái đường link của em dán hoặc là click cái phần link mô tả của em thì để ra một cái giao diện như gì. Thì anh chị đăng ký nha. Đầu tiên username anh chị là cái tên cuối của tất cả anh chị đó. Ví dụ như em tên Trần Ngọc Tho thì em ghi Tho nè. Lưu ý nha tất cả anh chị ghi không dấu. Đặng có gì chuyển tiền nội bộ này nọ nó rất là dễ nha tất cả anh chị. Hoặc là thanh toán rất là dễ. Trần Ngọc Tho thì anh ghi tất cả anh chị là ghi Ngọc Trần, đổi lên nha tất cả anh chị. Ghi không dấu. Anh chị bỏ ra 15 50 phút rồi coi như rồi. Còn con chi này anh chị nhấp vào chọn dùm em quốc gia Việt Nam. Anh chị sống ở nước nào thì chọn vào quốc gia nước đó nghe tất cả anh chị. Rồi, cái lưu ý cái email này nghe tất cả anh chị. Cái email này là anh chị phải chính xác 100% nghe tất cả anh chị. Chịch một con dấu là cũng khó khăn anh chị. Rồi, bắt buộc thì cái email này rất quan trọng anh chị. Sai email là anh chị rút tiền không được đâu. Rồi, bắt buộc thì anh chị tự đặt nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mật khẩu là từ 6 đến 20 ký tự các anh chị. Rồi anh chị nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Rồi anh chị bấm nút xác minh nè. Lưu ý nghe các anh chị muốn chơi một cái gì phải cần một người hỗ trợ nghe các anh chị. Để mơ chiều anh chị có trục trặc gì có tiền nên những người nào mà anh chị hỗ trợ tất cả anh chị đó, kêu người đó hỗ trợ cho tất cả anh chị những có những lỗi nào đó. Rồi anh chị bấm vào nút xin phép luôn anh chị. Cái mã giúp cây này là cái mã code này là cái mã rút tiền. Anh chị phải vào mail mà xem coi cái mail có về không nghe anh chị. Nếu mà mail không về là cái mail của anh chị bị lỗi anh chị, là hệ thống nó không có chấp nhận anh chị. Anh chị đầu tư vào là mất tiền là qua mạng anh chị. Anh chị phải mở mail ra nè, hộp thư nghe tất cả anh chị. Vào hộp thư chính không có thì vào hộp thư rác nè. Nào Watford là LC nó gửi gì cho tất cả anh chị một cái mail là nghe anh chị. Lưu ý gửi về một cái mail là cái tài khoản nó mới chấp thuận nghe tất cả anh chị. Còn mà không gửi về là anh chị nên bỏ cái mail đó, đăng ký lưu cái mail khác nghe tất cả anh chị. Anh chị nhớ lấy cái viết ghi là cái mã chữ số này là anh chị. Cái mã này là để nữa rút tiền, cái mã code rút tiền hai nghe anh chị. Em nhắc lại nhiều lần cho các anh chị để có nhiều anh chị là mắc cái mã này là rút tiền không có được đâu. Rồi em hướng dẫn tất cả anh chị KYC luôn. Chị nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình nè. Anh chị nhấp vào setting nè. Rồi feed name, last name thì nó hiện sẵn. Còn cái chữ con chi này nè, anh chị mở giấy chứng minh nhân dân của mình ra nghe anh chị. Đây thì thành phố là cái nguyên quán trên giấy chứng minh nhân dân của tất cả anh chị á. Đây mở ra mấy con chi nè. Anh chị mở giấy chứng minh nhân dân ra của mình ra nè. Cái con chi đó là cái nguyên quán nghe tất cả anh chị. Anh chị ở thành phố đó, Bình Minh, Khải Châu, Hưng Yên nè. Khải Châu, Hưng Yên anh chị ghi đúng y gan giấy chứng minh nhân dân của mình nghe anh chị. Rồi còn cái này là cái địa chỉ là cái dòng bên dưới giấy chứng minh nhân dân của tất cả anh chị. Anh chị cũng mở giấy chứng minh nhân dân của mình ra tiếp theo nè. Cái địa chỉ nè là nơi thường trú nghe tất cả anh chị, Bình Minh, Khai Châu, Hưng Yên nè. Tài khoản gọi nên em chỉ demo thôi nghe tất cả anh chị. Rồi cái mục rồi mục ta này là anh chị nhấp vào Việt Nam nghe tất cả anh chị. Anh chị nên để tiếng Anh nghe anh chị. Rồi còn ở đây thì anh chị sinh ngày năm mấy tháng mấy thì anh chị ghi vào. Ví dụ như gạch năm, gạch tháng, gạch ngày nha anh chị. 4 năm 1993 nè. Rồi anh chị nhấp vào một tu chấp khoản điều ý nè các anh chị. Rồi anh chị nhấp vào một confirm nè. Rồi như vậy là hẹn xong anh chị. Nó nhấp lên màu xanh này là chấp thuận nha anh chị. Rồi ở đây thì anh chị chỉ nhập số điện thoại của mình vào thôi nha anh chị. Chính số 2468. Chính số 10 số đó. Rồi anh chị gỡ tiếp nha anh chị.
Rồi là hai. Rồi anh chị nhấp vào cái mục avatar này nè anh chị. Cái mục avatar này anh chị nhập vào cái mục ảnh đại diện của tất cả anh chị, anh chị. Anh chị lưu ý ảnh đại diện của mình luôn cho mấy màu việc nha tất cả anh chị. Anh đại diện. Rồi tất cả anh chị anh đại diện avatar này còn cái bức ảnh, còn hai cái dòng video file này anh chị gỡ lên một giấy, một bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước và một giấy chứng minh nhân dân mặt sau là được rồi, hai bức được rồi. Còn anh chị nào muốn cầm một tờ giấy thì cầm ngay tay lên, nên tất cả anh chị cần dùm giúp em là một giấy chứng minh nhân dân mặt trước, chụp hình ảnh sáng cái gì này, các anh chị cắt vuông góc như này anh chị, không mất góc, hiện số đàng hoàng các anh chị. Rồi anh chị tải lên bức ảnh như giấy chứng minh nhân dân mặt trước được rồi, là công ty Postport nó sẽ xác nhận cho anh chị. Còn anh chị nào mà muốn để việc mau hơn thì tất cả anh chị cầm một tờ giấy như vậy anh chị. Anh chị ghi họ và tên của mình anh chị, rồi ngày tháng năm tất cả anh chị đăng ký nha tất cả anh chị. Và ghi chữ Postport LLC cầm giấy chứng minh này thì một bức ảnh này để được mau việc thôi, nhưng mà giấy chứng minh nhân dân mặt trước là cũng đủ việc rồi. Còn anh chị nào muốn không thì cũng được nha anh chị. Còn anh chị tải lên nè. Một browser nè. Anh chị tải lên nè. Tải lên giấy chứng minh nhân dân trước nè. Rồi như vậy nó ghi chữ Udon này là mới thành công, là anh chị mới hạ tải tiếp một bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt sau nha các anh chị. Rất là dễ luôn. Rồi anh chị tải 3 tấm vậy nha. Lưu ý ảnh dưới sau màn nha các anh chị. Anh chị nào mà chưa biết thì anh chị nên dùng phần mềm cắt cho vuông góc cho nhỏ, cho bức ảnh nhỏ nha các anh chị. Rồi sau khi tải xong 3 bức tất cả anh chị nhấp vào. Rồi anh chị nhấp vào trang cá nhân của mình lại anh chị. Cái trạng thái im lặng là chưa thành công. Sau khi thành công là để chữ hình màu xanh, cái chữ là verified nha các anh chị, là tất cả anh chị thành công nha các anh chị. Vậy video em kết thúc nha các anh chị. Anh chị có thắc mắc gì không hiểu thì cứ để lại comment bên dưới. Em sẽ hỗ trợ cho tất cả anh chị nha các anh chị. Lưu ý anh chị muốn chơi một cái gì phải cần một người hỗ trợ, bảo trợ nha các anh chị.